đừng có nói với chị là em đang làm bùa yêu nha. Không lẽ bùa lại không có hiệu nghiệm? Bùa gì? Cô tính quấy rối tình dục tôi hả? Cô vừa mới thò tay bóc véo tôi. Tôi là bác sĩ thú y, tôi không phải là điều dưỡng. Con có thấy có bao giờ ba sắp đặt thai không? Ba nói con nhỏ nó không tốt, là không tốt. Con bị bùa mê thuốc lú gì vậy Dũng? Ê, nghe nói chị Sang không phải điều dưỡng. Phải không đó, tôi thấy chị Sang làm việc cũng được mà. Ai biết đâu. Hình như đang bị xét hỏi ở trên phòng họp á. Nếu đúng là như vậy thì khủng khiếp quá luôn rồi. Không phải điều dưỡng mà làm việc trong đây cũng giỏi đó chứ. Có người báo cáo với tôi, cô chưa có bằng cấp chuyên môn về điều dưỡng. Cô giải thích thế nào về chuyện này? Dạ, chuyện không phải là như vậy đâu ba. Cô trả lời đi. Ba, ba. Dạ thôi viện trưởng, con không biết tại sao có thông tin này, nhưng mà con chắc chắn một điều rằng con là điều dưỡng thật ạ. Chắc cô hiểu những gì cô đang làm chứ. Cô có thể là giả làm thầy giáo, ca sĩ, thậm chí là kỹ sư, nhưng cô không thể giả bác sĩ, điều dưỡng, vì ngành nghề này ảnh hưởng liên quan đến tính mạng con người. Cô hiểu chứ? Có thể về mặt chuyên môn con không bằng những đồng nghiệp khác, nhưng mà con chắc chắn một điều là con là điều dưỡng được đào tạo chính quy ạ. Kêu phòng nhân sự đem hồ sơ của điều dưỡng sang lên đây. Dạ, con đã liên hệ với bên bộ phận hành chính nhân sự ạ. Bác sĩ Phan, tiền bác sĩ kiểm tra ở các trường đại học nơi cô Sang đã từng làm, xem kết quả có đúng hay không. Sao ba không để con làm mà? Dạ, hay là ba không tin con? Hoàng đã, bây giờ cần gì? Liệu tôi có tin cậu hay không? Tôi hiểu tầm quan trọng của việc này. Sao không ai nhìn thấy anh? Có một mình em nhìn thấy anh, ba anh cũng không nhìn thấy anh. Em biết rồi đúng không? Sao em không nói cho anh biết? Anh chết rồi đúng không? Anh chết rồi đúng không? Con chết rồi. Ba, con chết rồi ba. Con chết rồi ba ơi. Ba ơi, con chết rồi ba ơi. Tôi chết rồi. Minh Sang, hội chứng ống cổ tay là gì? Và lứa tuổi thường hay mắc bệnh đó. Dạ, hội chứng ống cổ tay là... là... là sao? Dạ, trả lời đi chứ. Điều dưỡng Minh Sang. Dạ. Hội chứng ngón cổ tay là hội chứng các ngón tay tê rần, thậm chí nóng bừng. Bệnh thường mắc phải ở độ tuổi 45 và nữ giới nhiều hơn nam giới. Bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu hơn là đau nhức. Đến khi bệnh nặng dần thì bệnh nhân không thể cầm nắm đồ vật, thậm chí là không thể co lại các ngón tay. Vậy dấu hiệu của sơ cứng bì và cách điều trị? Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sơ cứng bì rất đa dạng, phụ thuộc vào phần cơ thể bị ảnh hưởng. À, mà tôi mới nhớ, hình như tôi chưa từng thấy điều dưỡng Minh Sang thực hiện thủ thuật nào trên cơ thể bệnh nhân hết. Đúng không Thu? Bây giờ cô thực hiện được chứ?
Được chứ. Chuẩn bị đi. Đây là một bệnh nhân đột quỵ về tim. Cô sẽ xử lý như thế nào? Bác sĩ Choi sẽ giám sát và thẩm định những thao tác của cô. Cô động cái thế nào? Dạ, các bước đều đúng à? Sang, chị muốn em gặp một người. Minh Sang, thấy người quen còn không lo chào nữa. Cô, đây có phải là điều dưỡng Minh Sang trước đây từng làm với cô trong viện thú y Bang Bang không ạ? Thôi, tôi không biết người này. Không, tôi không biết người này. Không, cô, tôi không biết người này. Cô ơi, cô ơi. Cô còn gì muốn nói không? Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Nhưng mà còn bác Phan mà chú. Bác sĩ Phan vừa nhắn cho tôi, tất cả những bằng cấp của cô Sang đều đúng sự thật. Cô có gì muốn nói với tôi không? Chào anh. Giọng nói cô... Đến giọng nói của em mà anh cũng không nhận ra à? Xuân! Cô đừng giỡn mặt với tôi nữa. Anh còn nhớ ký ức của mình ở cánh đồng hoa không? Cánh đồng hoa? Tại sao cô biết? Đó là nơi lần đầu tiên anh nói yêu em mà. Dù có khi đây rồi cũng sẽ càng. Tình có khi đẹp rồi cũng... Anh nhớ chưa? Hôm nay anh có còn muốn tặng hoa cho em nữa không? Nếu mình không thể vì nhau bỏ qua tất cả lỗi lầm khi ấy, bận lòng chỉ những nghi ngờ để tình ta rất tiếc ở đây không có hoa mà em thích. Đau lòng thêm tại sao người cứ hoa cúc trắng. Chẳng lẽ năm tháng qua anh vẫn nhớ hoa mà em thích. Hy sinh kia vẫn chưa xứng đáng. Xin em Duân, đúng là em rồi. Đừng làm đôi ta cách xa. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng rất nhớ anh. Duân, Duân, em sao thế? Xuân, tỉnh lại đi! Xuân!
đây vậy? Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Em không nhớ gì hết hả? Sau khi mà viện trưởng kiểm tra xong á, em lên sân thượng rồi em ngất trên đó đó. Phan phát hiện ra và đưa em về đây đó. À, chết rồi. Em có sao không? Lại đau nữa hả? Em không sao. Chắc là do em ngủ nhiều quá. Mà chắc em đói rồi đúng không? Hồi để chị đi xuống canh tin, chị mua cho tí cháo ăn. Dạ. Chị, bệnh viện bữa nay có gì khác không? Cũng không có gì đâu em. Nhưng mà nếu như mà hôm nay không có gì quan trọng á, em cũng đừng ra ngoài. Dạ. Chị Đông, em có chuyện muốn nói với chị. Hôm qua lúc em nói với bác sĩ Phan em là bác sĩ thú y thì chị đã nghe hết rồi. Chị nghe hết toàn bộ câu chuyện à? Ngoài cái chuyện em là bác sĩ thú y thì em còn chuyện gì muốn nói với bác sĩ Phan nữa? Dạ không. Ý em là em có nói với bác sĩ Phan em là bác sĩ thú y, nhưng mà sau đó em có đi học một khóa điều dưỡng. Chắc đoạn đó chị không nghe nên chị hiểu lầm em đúng không ạ? Lúc em thực hiện bài kiểm tra thì em đã thực hiện rất là tốt. Nếu như một người không có chuyên môn thì người ta không thể nào làm được như em hết. Chỉ có điều nhìn em chị nhớ đến một người. Ai ạ? Thôi, không có gì. Mà em với bác sĩ Phan cũng thân quá ha. Chuyện gì em cũng kể cho bác sĩ Phan nghe hết. Dạ không, em với bác sĩ Phan không có thân nhau. Chỉ có điều là anh thấy em có sai sót trong quá trình làm việc nên anh muốn hỏi em về quá trình học tập của em thôi. Mà em cũng thấy là mình có quá nhiều sai sót nên em sẽ cố gắng nhiều hơn. Thật ra thì em với bác sĩ Phan có chuyện gì? Em và bác Phan không có chuyện gì khác ngoài trừ công việc. Sau này lo chăm chỉ mà làm việc đi. Dạ, em hiểu rồi. Dũng con. À, bà nhìn thấy con luôn bà. Dặn vỡ rồi biến ta. Hả? Ăn với chuyện miếng bánh đi. Ôi, muốn ăn đồ ăn này mập lắm. Chị, nhỏ quê mùa, mập đang là hot trend năm nay á. Hot trend hả? Trời, hot hay không em không biết chứ hả? Anh Phan không thích mấy người mập đâu nha. Nghĩ sao mà anh Phan anh không thích mấy người mập mập? Nè, soái ca bây giờ cái khuôn mặn lắm á nha. Ngại thôi kiếm tiền, giá như mạnh mẽ vùi chôn đi trái tim. Sao không như một giấc chiêm bao,
cơn đau ấy thôi còn cao. Muốn nói muốn hét nhưng đôi môi mím chặt, giọt buồn rơi nhẹ vương trên má. Âm dương xin đừng cách đôi nơi, yêu thương chẳng sao thành lời. Muốn vơi níu lấy đôi tay đang giã rời, lạc mất nhau chìm vào bóng tối. Anh sao rồi? Sao gì? Thành ma rồi. Giờ chắc mấy đứa con nít nó ghét anh lắm. Tại vì hồi nhỏ anh cũng sợ ma, ghét ma lắm. Hên là anh không làm cho anh sợ. Tuy là không ai nhìn thấy anh, nhưng mà em nhìn thấy anh là được rồi. Em biết anh là ma từ khi nào? Từ lúc ở trong nhà kho. Minh Sang, anh Dũng nè, em bị làm sao vậy? Bất công với tôi vậy trời. Rồi mai mốt sao anh đi soi gương đây? Ma rồi soi gương chi nữa? Anh là ma anh cũng phải đẹp chứ. Anh còn thấy anh mà. Em thấy anh lắm ấy, em thấy anh không đẹp rồi sao? Tại vì trong mắt em đó giờ, anh đâu bao giờ đẹp đâu. Anh có biết tại sao anh chết không? Không. Anh chẳng nhớ một cái gì về chuyện đó cả. Sao mà không nhớ được chứ? Thì không nhớ thì anh chẳng là không nhớ chứ sao? Anh kỳ cục thiệt á. Làm ma mà cũng dở dở gương nữa. Ủa ma cũng bị mất trí nhớ nữa hả? Hèn gì á. Mỗi lần em hỏi đến chuyện của Xuân, anh không nhớ gì hết trơn. Anh cũng đang tính hỏi em á. Xuân là ai vậy? Xuân là vợ sắp cưới của anh đó. Vợ sắp cưới của anh hả? Sao anh chẳng có một hồi ức gì về Xuân cả? Em là Xuân là như thế nào? Em là người được Xuân hiến mắt cho. Từ ngày em có được đôi mắt của Xuân á, em cứ nhìn thấy ảo ảnh, thấy hiện trường vụ án của Xuân. Thậm chí á, em thấy được mấy người giống như anh nữa. Giống như anh là sao? Thả mắt cho tôi. Thả mắt cho tôi. Đừng mơ, đừng mơ. Nhưng mà em thấy có gì đó khúc mắc trong cái vụ án này nên em mới vô đây điều tra nè. Em vô đây điều tra có nghĩa em không phải là điều dưỡng thật. Hèn chi thông ống tiểu cũng không biết đường làm nữa. Thì em điều tra được cái gì chưa? Trước khi vụ án của Xuân xảy ra,
có người nhắn tin hẹn Xuân ra ngoài. Người đó có phải là anh không vậy? Em nghi ngờ anh hả? Anh với Xuân là vợ chồng sắp cưới, mối quan hệ thân thiết như vậy, không có lý do gì để anh giết Xuân cả. Và cũng chẳng có lý do gì để em nghi ngờ anh. Anh không biết gì hết trơn á. Trên thế giới này có rất nhiều vụ án giết nhau vì ghen tuông. Biết đâu á, anh làm hắn nhớ là sao? Nói chung là anh không có nhớ một cái gì hết. Anh không có nhớ là anh giết bao nhiêu người. Anh không biết nhớ là anh đã giết Xuân hay là anh không nhớ anh đã giết ai cả. Nói chung là em đừng có nói tới mấy cái chuyện mà người chết nữa. Anh sợ là anh không ngủ được đâu. Làm gì không ngủ được? Anh sợ mà. Anh khùng hả? Sao không? Khùng mà. Anh là ma rồi, anh sợ gì nữa? Anh sợ ma từ nhỏ. Anh là ma vậy chứ, nhưng mà anh cảm giác như là anh chưa phải đồng loại người ta, cho nên anh còn sợ người ta lắm. Đừng nhắc tới mấy cái chuyện đó nữa. Thật quá. Nói chuyện với anh cũng như không à. Em đang thật sự bế tắc. Vô đây điều tra đủ thứ. Điều tra đến đâu á, càng thêm nhiều thông tin. Mà không biết rốt cuộc giờ ai mới là người giết Xuân nữa. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh còn buồn không? Không. Thiệt không? Thiệt. Thiệt sao mặt kỳ vậy? Thiệt. Thôi đó. Có buồn á thì đến tìm em. Em đi làm đây nha. Bye. Mà nè, anh cảm ơn nha. Không có gì. Phụ nữ chân yếu tay mềm ra, muốn làm gì thì làm nghe chưa? Tụi tôi hay là làm việc hả? Tận tình chăm sóc nhẹ nhàng dễ thương, mấy anh không muốn. Bây giờ mấy anh muốn tụi tôi hả? Mạnh tay mấy anh đúng không? Nè, tôi sẽ tố cáo mấy người vì việc hành hung bệnh nhân nha. Mắc mới gì tố cáo tụi tôi hả? Mấy anh đứng đây nguyên xì ben có bị cái gì đâu mà tố cáo tụi tôi hả? Mắc cười à. Rồi tôi nói cho mấy anh nghe, mấy anh nhìn đi, màu đỏ trên người mấy anh tưởng hay là máu hả? Nè, thuốc đỏ đó mấy cha nội. Nhớ cái mặt nha. Xa lạ lần
trong bóng đêm tìm hơi ấm quen chưa nhòa. Có tiếng khóc nào quanh đây thả vào không gian ngàn lời oán than, mơ tìm lại ngày tháng yên hà. Niềm tin ấy sao chợt dạn vỡ rồi biến tan. Làm ơn đừng đi quá vội, con tim dường như muốn hỏi han thêm chút thôi. Giá như là ngại thôi kiếm tìm, giá như mạnh mẽ vui trốn đi trái tim. Sao không như một giấc chiêm bao, cơn đau ấy thôi cồn cao. Muốn nói muốn hét nhưng đôi môi mím chặt, giọt buồn rơi nhẹ vương trên má. Âm dương xin đừng cách đôi nơi, yêu thương chẳng sao thành lời. Muốn vơi níu lấy đôi tay đang giã rời, lạc mất nhau chìm vào bóng tối.